Hello, chào cô bác chị em ha. Này tối quá cô bác chị em ơi. Mới vệ sinh xong con máy Yamaha 3T74. Lu bu quá, cái này nắng nôi quá nha. Thì ngày nay máy về rồi dọn dẹp máy. Rồi anh em tới mình tiếp khách nữa, cho nên quá lu bu. Mới về rửa xong con 3T74 này mấy ngày nay cô bác chị em hay hỏi á. Mà quên mất tiêu luôn á, cho thông cảm ha. Con này thì mấy đứa em cháu nó đã rửa ra xong rồi. Quá mới chắc 3T74 này thì nó được 21 ngựa quá em, dùng tua 3050 ha, cũng khá là nhanh. Quá chị em nào mà đặt lên chèn hen chục chạc quá em, hoặc là chạy xuồng vỏ lãi đó, con này mình khoái nó cái là nó rất là nhạy quá em, chạy bay bay đó, mấy đặt xuống mấy xuồng mấy vỏ quá em, chạy bay bay đã ghê ha, đó, cũng khoái lắm. Đấy, giá thì cũng vừa sử dụng quá em, là mười mấy cành ha, rất là dễ sử dụng ha. Mấy cành mà mình lấy được có mấy hai mấy nữa thì nói chung là cũng rất là hài lòng quá nhiều ha. Đấy, tình trạng máy thì mình bao nguyên zin quá chị em, không cần phải suy nghĩ ha. Bên đây mình lựa sẵn hết trơn rồi, cho nên cô bác chị em không cần phải phân vân gì hết. Những trong nó mới nè, chắc luôn. Thì mang cái địa quá chị em thì cũng không có tránh khỏi một hai chỗ nó lặt vặt ha, nhưng mà cơ bản là những cái bô xả nè nó chát ha. Đấy, bơm trộn các kiểu ha. Thì này nó xài tắt điện ngâm 3 giây quá chị em, để cháu nó đề máy cho quán chị em tham khảo ha. Đấy, êm lắm quá chị em ơi, mấy dòng 3T thì xuất sắc rồi, không có gì bàn cãi nữa hết. Đấy, đấy ghê không, đấy đã lắm. Cảm ơn cô bác anh em rất là nhiều nha. Thời gian qua của anh chị em luôn theo dõi kênh máy của em. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại của anh chị em ở video tiếp theo ha. Đấy.